Chào mừng các bạn đã trở lại với Phú Quốc Net. Hôm nay cả nhà cùng mình đi tham quan cầu Năm Căn cho vui nha. Từ trung tâm thành phố Cà Mau đi đến Năm Căn cũng khoảng chừng 50 km. Và điểm xuất phát của chúng ta thì từ huyện Cái Nước. Phía trước mặt của chúng ta đó là cầu đầm cùng bắc ngang qua dòng sông Bãi Háp. Cầu Đầm Cùng là một trong hai cây cầu được xây dựng cuối cùng để nối liền đường quốc lộ 1A từ Bắc Bó Cao Bằng cho đến Mũi Cà Mau. Cây cầu thứ hai được xây dựng cuối cùng đó là cầu Năm Căn mà chúng ta đang tìm đến nha. Sông Bãi Háp này thì kéo dài từ kênh sáng Độ Cường đến cửa biển Gò Công. Sông Bãi Háp này đi qua địa phận nào thì người dân họ sẽ gọi theo địa danh đó. Ở Cà Mau thì có nhiều con sông có tên rất là ấn tượng đã đi vào trong thơ ca như dòng sông Trẹm, sông Bãi Háp, sông Ông Đốc, sông Tam Giang vân vân. Cầu Năm Căn thì bắc qua sông Tam Giang nha cả nhà, hay còn gọi là sông Cửa Lớn cũng được. Ở bên cầu bên này là xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn nha. Cầu Đầm Cùng được khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 1 năm 2009 và thông xe vào ngày 30 tháng 1 năm 2012. Cầu có chiều dài thân cầu là 668 m và tổng kinh phí là 351 tỷ. Cầu Đầm Cùng khánh thành xong thì qua khoảng 7 tháng sau tiếp tục khởi công xây dựng cầu Năm Căn là cây cầu cuối cùng nối liền đường quốc lộ 1A. Huyện Năm Căn xin kính chào quý khách. Vừa qua cầu Đầm Cùng là chúng ta sẽ bắt gặp ngay cổng chào của huyện Năm Căn bên lề đường quốc lộ 1. Chúng ta đã đến với cổng chào nội thị thị trấn Năm Căn à. Mình thì cũng đã 15 năm mới trở lại đây. Và tất cả thị trấn Năm Căn đã được quy hoạch xây dựng lại. Nhìn xung quanh thì không còn nét nào của 15 năm trước nữa. Tất cả đều là mới và lạ. Đoạn đường có dải phân cách này mình đo thử trên bản đồ Google Maps có chiều dài là 3 km nha. Và từ đây đến cầu Năm Căn còn khoảng 10 km nữa. Ở khu vực này là trung tâm thương mại của thị trấn. Về mặt hạ tầng đô thị nhìn về tổng quát thì cũng rất là khang trang. Đây cũng là niềm tự hào chung của cả dân tộc. Đến dòng xuyến này thì chúng ta sẽ tiếp tục quẹo phải. Bước chân đến Năm Căn, chúng ta cũng tranh thủ một chút ít thời gian để đến viếng tượng đài khởi nghĩa Hồng Pha nha cả nhà. Quá đẹp cả nhà. Tượng đài này thì được đặt ở một vị trí rất là trang nghiêm và nổi bật nha. Đó là ở đầu dàm kênh Cái Tắc và giáp với dòng sông Tam Giang, trung tâm của thị trấn. Ở đây thì cũng là trung tâm nhà văn hóa thiếu nhi của huyện Năm Căn nha. Tượng đài khởi nghĩa Hòn Phai ngày 13 tháng 12 năm 1940. Đã qua vài phút mặc niệm và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình nha. Vâng, tiếp tục chúng ta sẽ đi qua cầu kênh Cái Tắc. Ở đây là đường quốc lộ 1A nhưng vẫn đi qua trong nội thị chứ không có đi tránh thị trấn nha.
Khu chợ mới thì được quy hoạch chạy dài theo kênh cái tắc cũng cùng với vị trí chợ cũ nha. Ở phía tây mặt bên đây là nhà lồng chợ mới Nam Căn nha các bạn. Còn hướng bên này là hướng đông, tiếp giáp với dòng sông Tam Giang. Cầu kênh tắc, thân cầu có chiều dài là 440m và rộng là 12m. Từ đây chúng ta đến với cầu Nam Căn phải đi qua 3 cây cầu bê tông như thế này nữa nha cả nhà. Và tiếp tục chúng ta sẽ đi qua cầu Trại Lưới nha cả nhà. Theo được biết thì xóm Trại Lưới này người dân ngày trước họ sống bằng nghề đóng đáy trên sông Tam Giang này rất là đông. Nên người dân địa phương họ gọi nơi đây là Trại Lưới, đã qua nhiều đời và đã thành tên một địa danh. Còn hiện tại thì tất cả người dân ở đây họ sống bằng nghề vuông tôm. Nghề vuông tôm ở Nam Căn cũng chỉ phổ biến khoảng chừng 35 năm trở lại đây thôi. Có nghĩa là chỉ mới có một thế hệ. Còn thế hệ trước thì người dân chỉ đánh bắt tôm cá thiên nhiên như là đóng đáy trong sông nè, đóng đáy hàng khơi đi te hoặc là đi cào chẳng hạn. Hai bên đường quốc lộ 1 này tất cả đều là vuông tôm nha cả nhà. Chúng ta đang được ngắm nhìn toàn cảnh cầu Nam Căn từ xa nha. Đây là một cây cầu được nối liền hai bờ sông của con sông dài nhất ở Cà Mau, có tên là sông Tam Giang, hay còn gọi là sông Cửa Lớn cũng được. Con sông này thì có chiều dài là 58 km từ cửa biển Bồ Đề kéo dài cho đến cửa biển Ông Trang. Ở Cà Mau thì duy nhất chỉ có con sông này là khởi nguồn từ biển và chảy ra biển. Và đây cũng là một con sông rộng nhất, sâu nhất và có dòng chảy cũng mạnh nhất luôn nha. Cầu Nam Căn này thì được khởi công xây dựng vào ngày 29 tháng 8 năm 2012. Tổng chiều dài là 3.390m. Riêng về phần thân cầu thì dài 816,8m và rộng 12m. Tổng vốn đầu tư là 650 tỷ đồng. Cầu Nam Căn được xây dựng xong và cắt băng khánh thành thông xe cùng một ngày, gồm có 4 cây cầu là cầu kênh Cái Tắc, cầu Sáu Nạn, cầu Trại Lưới và cầu Nam Căn mà chúng ta đang được chiêm ngưỡng.
cao.